là người duy nhất ném bom thành công nước Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Phi công Nhật Bản Nobuo Fujita tin rằng người dân ở Brooklyn sẽ rất căm thù mình. Ông đã thả nhiều tấn bom để đốt cháy rừng của họ trong hai nhiệm vụ riêng biệt để gây chiến với Mỹ năm 1942. Khi thành phố mời ông tới thăm 20 năm sau đó, Fujita đã mang thanh gươm 400 năm tuổi của gia đình để có thể tự kết liễu mình nếu như dân ở đó mong muốn điều như vậy. Tuy nhiên, Fujita không ngờ rằng họ lại tỏ ra có thiện chí với ông ngay khi ông vừa hạ cánh xuống sân bay. Vì ấn tượng sâu sắc với sự hiếu khách của người dân nơi đây, Fujita đã đưa thanh kiếm xem như một biểu tượng của sự hòa giải. Thành phố bày tỏ tình cảm của mình cho Fujita một lần nữa vào năm 1997 khi họ đã cho phép ông ấy trở thành một trong những công dân danh dự không lâu sau khi ông qua đời.